Chóng váng với căn penthouse 101 tỷ ngay trung tâm Sài Gòn của Chibu. Ở tuổi 28, hot girl Hà Hành không chỉ gây mê bởi nhan sắc xinh đẹp nóng bỏng mà còn có nhiều ca khúc hit nhận được đông đảo sự quan tâm lẫn tranh cãi của khán giả. Chibu hiện tại đem đến một hình ảnh đa năng, trưởng thành ở nhiều lĩnh vực chứ không đơn thuần bó buộc ở dung mạo. Cô hot girl chỉ có nhan sắc ngày nào. Gần đây, Chibu gây xôn xao khi liên tục check-in tại Mỹ, làm dấy lên nhiều tin đồn. Nhiều người cho rằng cô nàng sang để du học. Nhiều người đồn đoán hot girl sang để gặp bạn trai hiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ. Chưa hết, giữa lúc trở thành tâm điểm bàn tán, Chibu lại được cư dân mạng soi ra căn penthouse mới tạo cực kỳ xịn sò. Theo đó, đây là một căn villa trên cao nằm ở trung tâm Sài Gòn, có giá cũng trên trời như vị trí của nó. Dù đã rất khéo léo, nhưng thông tin về nơi ở của cô vẫn bị những người hâm mộ tìm thấy. Theo đó, cô đã chuyển từ căn chung cư cao cấp ở quận 2 sang một căn villa trên không nằm ngay quận 3, có view toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Đây là nơi được giới thượng lưu gọi là villa trên không, với những tiện ích hàng đầu, nằm trong top những bất động sản đắt đỏ của Sài Gòn. Được biết, căn penthouse này trị giá lên đến 101 tỷ. Cận cảnh mới thấy, căn penthouse nằm trong dãy các villa trên không này thật sự khiến người ta choáng ngợp. Đây là căn penthouse lớn nhất nằm trong dự án 45 căn hộ cao cấp, được ví là villa trên không, tọa lạc tại quận 3 Sài Gòn. Căn penthouse này thông 3 sàn với 2 tầng 16, 17 và đặc quyền của chủ sở hữu là được sử dụng sân thượng của tòa nhà. Số tiền 101 tỷ chỉ là giao hô, chưa bao gồm hoàn thiện và tiền nội thất bên trong. Ngoài ra, bởi vì là một căn penthouse nên người sở hữu còn có những tiện ích đặc quyền khác như hồ bơi riêng, thang máy riêng, diện tích sử dụng lên đến 492m². Qua những hình ảnh được người đẹp sinh năm 1993 thường xuyên hé lộ trên trang cá nhân mới đây, thì căn penthouse xịn sò này có view vô cùng thoáng đãng, view bao trọn khu vực quận 3, quận 1 và trung tâm thành phố. Ngoài ra, còn được bố trí hồ bơi vô cực riêng, phòng khách xa hoa lộng lẫy, chẳng khác gì resort. Không gian sống mới của Chibu chỉ dành cho giới thượng lưu.